Nói chứng này mình cũng thấu lòng hết cho nhau mọi người. Hôm bữa mình có lên một cái video ăn hột vịt xác á, có rất là nhiều bạn vô bình luận á, ăn hột vịt xác mà để lông nhìn ớn quá, sao không chịu nhổ lông rồi á, mình đem đi chế biến lại nè, làm cũng rất là nhiều món ngon từ trứng hột vịt xác nè, cũng như mình lăn bột mình chiên nè, nấu lẩu nè, xào bầu xào mớp, tuy rằng là mấy món đó ăn thì rất là ngon nhưng mà nó làm hơi cực một tí nha. Mình luộc hột vịt xong rồi á thì mình nhổ lông như vậy nè, ta nói á, nhìn trứng hột vịt nó ngon ghê chưa, thêm một chén ớt tiêu chanh nữa thì còn gì bằng. Bữa mình lên video á cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình á, mua hột vịt xác này ở đâu, chỗ mấy bạn không có kêu mình mua giùm. Chỗ mình á thì cũng có một ông bán hột vịt nhưng mà loại hột vịt xác này có rất là ít, bữa có bữa không nữa. Một trứng như vậy thì 2k một trứng, nếu mà mấy bạn ở gần chỗ mình thì mình sẽ mua giùm cho, còn mấy bạn ở xa quá mình mua mình gửi xe cũng rất là khó nữa. Hột vịt xác bữa nay thì mình xào với mớp hành lá nè, mấy món này mà kết hợp chung lại với nhau ta nói ăn rất là ngọt và ngon nè. Trước hết thì mình phi tỏi cho nó thơm nè, rồi hả cho mớp vô, mình xào qua xào lại một chút rồi mình nêm gia vị luôn, mình cho đường, muối, bột ngọt, hạt nêm, mình xào thì mình cũng cho vào một chút nước để cho mớp nó nhanh chín, khi nào mà mớp nó héo héo rồi mình hết cho hột vịt vô sau. Vì hột vịt này thì mình cũng đã luộc chín rồi thì mình cho vào hâm nóng lại thôi. Đến cuối cùng á thì mình cho hành lá vào mình xào lên nó cho nó héo héo nữa, mình tắt bếp là vừa. Sau đó thì mình cho ra dĩa gắt lên một ít tiêu nữa. Như vậy là món hột vịt xác xào mớp của mình cũng đã xong. Hột vịt xác xào mớp của mình cũng đã xong nha mọi người. Lâu lâu ăn cái món này rất là ngon nha. Thôi mời tất cả mọi người ăn với mình nha. Để mình làm một trứng trước đi. Chấm với món tiêu chanh nha. Ta nói nó ngon. Hột vịt xác là phải ăn hột vịt như thế này nha mọi người, hột vịt bao. Mấy trứng gì nè, ăn nó mới ngon. Là nó đã nó béo mà nó ngọt. Nó đã hấp miếng nước nước mớp bây giờ nó ngọt. Cái trứng này mình cũng thấu lòng hết cho nhau mọi người. Thank you.
mấy trứng hộp vịt bao như gì nào, ăn ngon lắm nha. Nói cái nước mớp này ra nó ngọt lắm nha mọi người. Trứng hộp vịt bao mà. Đã. Mình ăn này đó, mình ăn rau găm nhiều vô nha mọi người, ít ngán. Mình thôi ăn chừng 5 số trứng, 60 trứng là ngán à. Ta nói nó đã, lâu lâu quá làm thịt xác, xào với mớp, nó ngọt cực kỳ.